Ok, hello, chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Thì mọi người bữa nay cũng tới ngày Tuấn tiếp tục đi thăm bãi sóc ở ngay cái điểm cũ mọi người. Cái điểm này thì Tuấn thăm 12 cái, mà cái bữa hổm thì Tuấn thăm do trời mưa liên tục mọi người, thì nó không có dính con nào hết. Bữa nay là nắng lên được 2 ngày ấy, mọi người. Thì bây giờ Tuấn bắt đầu Tuấn đi thăm. Bữa nay Tuấn nghĩ là bữa nay dính nhiều quá mọi người. Thì dụng cụ của mình đi thăm bãi sóc hàng ngày mọi người, có chuối nè mọi người. Chuối với túi lưới thôi nha mọi người. Thì nói chung là thăm sóc thì nó đơn giản lắm mọi người, rẻ mà hiệu quả nữa. Đây nè, chuối nha mọi người. Thì nói chung là mình cũng muốn bẫy mồi mít lắm mọi người, nhưng mà mồi mít ở chỗ mình thì bây giờ mất công đi kiếm lười quá mọi người. Thì mua tạm mấy trái chuối á để mình đi bẫy cho nó dễ mọi người. Chuối nè mọi người, chuối bữa nay mình mua chuối bơm nha mọi người, đổi khẩu vị để cho nó nhạy hơn. Rồi bây giờ mình vô cái đầu tiên chỗ này luôn cho mọi người xem nha. Đây, phía bên trong này mình có một cái nè mọi người. Cái này hôm bữa là mình thăm cũng không dính luôn mọi người. Thì hôm bữa do trời mưa liên tục á mọi người, nên sóc nó cũng ít đi lắm mọi người. Rồi, để đồ đây này. Rồi, đây nha mọi người. Mình vô mình thăm cái đầu tiên phía bên trong này coi có dính không. Rồi, sập rồi mọi người ơi. Có hàng rồi. Trời ơi, có hàng nhưng mà hàng vip luôn mọi người ơi, chuột chà bá lửa luôn. Ôi mọi người ơi, vô cái đầu tiên mà dính con chuột này. Chuột này mình cũng chả biết chuột gì nữa, nhưng mà nói chung là một cái dòng chuột rừng này là ăn, mình ăn thịt vẫn được nha mọi người, nhưng mà Thuận không có bắt, nói chung là Thuận thả luôn nè mọi người. Vô cái đầu tiên dính chuột chà bá lửa luôn, chuột chà vô nằm im cục luôn. Giờ mình thả nó đi luôn nha mọi người. Nói chung là cái dòng này mình không có bắt, với lại tuy không bắt nhưng mà mình cũng không có giết luôn nha mọi người. Thả đi. Ui trời, nó động cái tay vô là nó táp liền đó mọi người. Đó mọi người thấy không mà. Để mình thả nó đi nha mọi người. Hai cái khuy này mà kẹp xuống là khỏi phải nói mà ra được luôn. Rồi đây. Quay nó táp. Ui nó táp giật mình luôn mọi người. Tưởng lũng tay rồi nhá. Rồi đi. Bà cha mày, đi thì đi đại đi, nhây ghê mày. Còn quay lại cắn mọi người. Mình thả nó đi chứ đâu phải mình giết nó đâu, mà nó quay lại nó cắn mình nữa chứ. Đó, rồi đi. Đừng có nhảy vô người tôi nha ông nội. Nói chung là ngày này là ngày thứ ba rồi mọi người, nói chung nó cũng đuối rồi. Rồi, vô cái đầu tiên dính con nhưng mà mình thả luôn nha mọi người. Nó đi rồi. Rồi, bây giờ mình bỏ chuối lại luôn nha mọi người. Phía bên trong này có một cái mọi người. Thì nói chung là bây giờ mình tháo hết cái vùng chỗ này đi luôn mọi người. Mình dời hết mấy cái chỗ điểm cũ này đi điểm mới luôn mọi người. Mình nghĩ chắc chỗ này nó cũng hết sắp rồi. Bây giờ mình dời đi chỗ khác hết. Giờ mình vô mình thăm cái này mà không dính mình cũng dời đi luôn nha mọi người. Cái này mình thăm cũng 4-5 lần rồi. Thăm sóc rồi thăm cỡ tầm 4 lần là 4 đến 5 lần là nhiều rồi nha mọi người. Thì nói chung là mình cũng dời đi. Cái này không dính luôn mọi người. Chắc cái điểm này hết sóc rồi mọi người. Thì bắt đầu mình dời cái chỗ này đi hết luôn. Cái này chuối nó ăn từ phía ngoài, chắc sóc đất á mọi người. Sóc đất nó ăn từ phía ngoài. Có cái này là không độc tĩnh gì luôn mọi người. Nó ăn nhưng mà nó lôi từ phía ngoài, nó ăn trỏng luôn cái ruột này. Thì cái này mình cũng dời đi chỗ khác luôn nha mọi người. Giờ mình tháo xuống luôn, giờ đi lên phía trên đồi luôn mọi người. Cái này là cái thứ ba luôn mọi người. Cái này bây giờ mình giờ đi chỗ khác luôn mọi người. Cái này không dính luôn. Chắc cái điểm này nó hết sóc thật sự rồi mọi người. Giờ đi hết luôn. Giờ lên cái điểm mới. Trong cái điểm này là hết hy vọng rồi. Sạch trơn rồi. Rồi bây giờ mọi người theo chân Tuấn đi tiếp nha. Ôi quá mệt. 4 cái rồi mà chưa dính được cái nào luôn mọi người. Quái ghê á. Rồi mình xuống thăm cái tiếp theo dưới này mọi người. Rồi. Cái tiếp theo này dính hàng rồi mọi người. Còn biết dính con gì đây. À sóc bông. Sóc bông mọi người. Rồi chết cha rồi, cạc đuôi rồi. Ồ chết rồi, cạc đuôi vô cái lò xo rồi mọi người. Sóc bông mọi người. Đây, mọi người này. Nhìn này. Ôi chà bá lửa luôn mọi người, bị cạc cái đuôi nó đi vô, cạc cái đuôi nó vô cái lò xo rồi mọi người. Thôi mình gỡ nhanh đã mọi người, chứ để nó quần một tí đứt cái đuôi nó uổng lắm nha mọi người. Thôi bây giờ mình tháo xuống cho mọi người xem nha.
Ôi đã mọi người, nó dính cứng cắt rồi này, vẫn còn sống nha mọi người. Hôm bữa mọi người kiểu như mình bị rớt cái cọng kẽm, mọi người mình không có cọng kẽm á, cái mình lấy mình buộc bằng cái dây rừng đó mọi người, đây này, buộc cái dây rừng nữa này, đây một cái dây rừng nữa mọi người, đó mình buộc hai bên vô nó cứng ngắt này mọi người. Rồi bây giờ mình tháo xuống mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Rồi đây nha cả nhà, em đầu tiên luôn nè. Ui trời nó hung chưa, nó dính cái đuôi cứng ngắt rồi mọi người, bây giờ nó nằm im đóng rồi. Nó nói chung là nó vẫn còn khỏe lắm mọi người. Đó cái dây rừng này mình lấy mình cột tạm này, mình có đem theo cọng kẽm này để tí mình cột nữa này. Mọi người thấy nằm cứng ngắt luôn, dính cái đuôi vô cứng ngắt luôn mọi người, mình nghĩ cái đuôi này là bị hư chắc luôn đó mọi người. Rồi bây giờ mình bắt ra luôn cho mọi người xem nha. Rồi, giờ mình đổ mấy cái chuối đi qua hàng bên mọi người. Rồi bây giờ mình bắt nó vô túi lưới nha mọi người, để mình xử lý, mình tháo nó ra cọng kẽm nè mọi người, chứ để tí nữa nó chết luôn, quằn tí nữa nó chết luôn á, để mình tháo nó ra đã nha mọi người, tháo ra rồi mình bắt luôn cho mọi người xem. Rồi mọi người, em đầu tiên luôn nha mọi người, để coi con này con cái không được, con này còn tơ mọi người ơi, con này nhỏ này, con này mới lớn mọi người, con này con cái mọi người, con cái nè mọi người, nói chung mọi người nhận dạng con cái cũng được, nói chung là nó cũng đơn giản lắm mọi người, để yên tí là được mọi người. Còn đực thì nó giống như chó mèo gì đó mọi người, nó có chim. Con này không có chim mà con cái mọi người, con này còn tơ lắm mọi người, nói chung là mới lớn á, con này khoảng tầm 3 tháng tuổi á mọi người, nó còn nhỏ xíu à, nói chung là nó cũng hơi bị đuối đuối rồi mọi người, do hồi nãy nó bị mắc vô ở trong cái lò xo á, mình thấy nó ui sao nó đều điếc rồi ta. Em đầu tiên luôn nha mọi người, thì nói chung là nó cũng đuối rồi mọi người, thôi mình cho nó vô túi lưới là nha mọi người, cho nó vô túi lưới để mình cho nó uống miếng nước để cho nó tỉnh đó mọi người. Mọi người nhìn răng nó này, nói chung là con này là mới tầm 3-4 tháng tuổi thôi, còn chút xíu à. Thôi em thôi, được hàng lại vui rồi mọi người, được em đầu tiên nha mọi người, sóc bông dạ vàng dạ cam nha mọi người. Thôi bây giờ mình tới bãi tiếp theo để mình review tiếp luôn cho mọi người xem nha. Đây là cái thứ năm mọi người, còn 3 cái cuối cùng nữa mọi người theo chân Tuấn đi tiếp nha. Mọi người ơi, cái phía bên trên kia bị sập nhưng mà sảy mất tiêu rồi mọi người ơi. Mình thấy sập nhưng mà không thấy sóc đâu luôn kìa, hình như sảy mất tiêu rồi. Thôi mình để tạm đồ đây đi, để mình lên đó mình coi nguyên nhân tại sao sảy nha mọi người. Đó kìa, cái mình đặt ở tiết bên kia mọi người. Mọi người ơi, tình hình là bị sảy nha mọi người. Để mình coi thử cái nguyên nhân nó đâu. Ở đây. Cái nguyên nhân này mọi người. Mọi người sóc coi sóc mà nó phá này mọi người. Trời ơi, đó mọi người thấy không? Kẽm mà nó phá kiểu này là mọi người biết con sóc này nó cỡ nào rồi mọi người. Quái vật chả rồi. Đó này. Đó mọi người, cái chỗ này hơi bị lỗi nè. Đó nó phá tan chỗ này luôn nè. Còn bây giờ mình lấy cọng kẽm để mình gia cố lại cái lồng này luôn nha mọi người, bị sập nè. Chuối sạch trơn luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, ở đây có cái lỗ chà bá lửa nè, bị lỗi nha mọi người. Bị lỗi kiểu như nó mắc một cọng thẳng từ đây này xuống này. Cái bắt đầu nó cắn cái cọng này bứt ra cái nó sảy mất tiêu thôi nha mọi người. Đồ con này thông minh thiệt á. Thôi, để mình tháo xuống mình gia cố lại cái này nha mọi người. Tới bãi tiếp theo rồi mình review tiếp cho anh em mình xem nha. Này mình sẽ dời nó đi luôn nha mọi người. Cái này có sóc nhưng mà nó ăn cái kiểu mắc dày quá mọi người. Đó này. Phía trước nó không vô này. Mà nó đè đầu phía sau nó nè, nó đi phía từ dưới đít lên nó ăn nè. Nó ăn nát cái chú luôn nè mọi người. Rồi là cái còn nguyên nè, chưa sập luôn nè. Nha, mọi người thấy cái sóc ở đây nó mắc dày không? Cái này mình sẽ dời đi chỗ lên điểm mới luôn mọi người. Giờ mình tháo ra dời lên điểm mới luôn. Rồi mọi người, cái tiếp theo có hàng rồi mọi người, trên cây sò kìa. Cái chỗ này là mình thăm lần thứ 3, bữa nay mới dính con sóc bông kìa mọi người. Đó, chà bá lửa phía bên trên kìa mọi người, để mình lên mình review luôn cho mọi người xem nha. Đó, phía trên chỗ đọt cái mọi người, cái kia mình đặt hơi cao tí, tít trên đọt luôn nè. Rồi, bây giờ mình leo lên tới đó mình review luôn cho anh em mình xem nha. Ui, chú chà, con này to lắm mọi người. Hả, mọi người đây nhìn nè. Trời ơi, nó to. Mọi người coi nè. Cái nhánh cây sòi mà nó cắn cỡ này nè mọi người. Con này chắc dính đâu hồi hôm qua mọi người. Trời ơi, nó to ghê mọi người. Biết luôn cái lợp luôn, nó đứng mà bằng cái chiều dài của cái lợp luôn mọi người. Cái lợp này dài là 24 mọi người.
mà bây giờ nó to bằng, dài bằng nguyên cái lợp luôn nè. Mọi người thấy khủng khiếp chưa? Trời ơi, to đẹp lắm mọi người. Mình cũng không biết con này được hay cái nữa. Bây giờ mình bắt xuống dưới rồi mình review luôn cho anh em mình xem nha. Chui vào nó cắn cho mọi người. Còn nó cắn cái lồng, cộp á. Kiểu như mỗi lần nó nghiến á mọi người. Nó nghiến mà kiểu như mình nổi da gà luôn mọi người. Nó cắn cái này nè. Nghe nổi da gà luôn. Rồi bây giờ mình tháo xuống dưới mình bắt luôn cho anh em mình xem nha. Đã quá mọi người. Thôi, thì đây mọi người, đây là em thứ hai nè. Con này là con đực mọi người, to lắm mọi người. Thu cha, biết cái lợp mà mắt mọi người. Trời ơi, nó sướng nha. Đẹp ngu mà. Dạ vàng luôn nha mọi người. Con này dạ vàng đẹp ghê. Khỏe lắm mọi người. Con này mà bắt ra là thôi á, nó cào tay tắt lét luôn mọi người. Thì mình cũng sẽ cố bắt con này ra luôn cho mọi người xem cho nó sướng con mắt mọi người. Đã chưa? Ui, hơi dữ lắm mọi người. Rồi bây giờ mình cho nó ra tô lưới trước đã mọi người. Cho nó ra tô lưới đã. Lúc nãy được một con mọi người. Một con tơ nha mọi người. Con này con tơ này. Con này chắc cỡ tầm 5-6 tháng mọi người. 5-6 tháng rồi. Nói chung là con này cũng già hơn con này. Con này là con tơ nè mọi người. Con này là khoảng tầm 2-3 tháng tuổi nha mọi người. Còn nhỏ lắm. Một con, hai con nha mọi người. Rồi thôi bây giờ mình bắt ra tô lưới rồi mọi người. Bắt ra tô lưới rồi mình bắt ra mình review kỹ cho mọi người xem nha. Rồi. Giờ mình cho nó ra cái tô lưới mới này luôn mọi người. Đẩy hai cái khuy lên. Đó, bắt mình đẩy hai cái khuy lên, mình giữ. Bỏ vô cái lồng. Chưa không vô ra. Sốc kì vậy. Rồi, ra rồi mọi người. Rồi mọi người, đây là em thứ hai nha mọi người. Quay cha. Xém nữa mọi người ơi. Mọi người coi nè. Nó cái lúc trước mình nhốt mấy con xúc đất đó mọi người, là mình bỏ vô cái bọc này nè mọi người. Đi về nó cắn nè. Xém nữa hên là mình kiểm tra chứ mình mà không kiểm tra là nó xảy luôn mọi người, lỗ to lắm mọi người nha. Ui chà bả lửa luôn. Trời ơi. Hên đó mọi người ơi. Nói chung là vẫn còn may chứ không nó xảy mất tiêu rồi. Xém xảy luôn mọi người nè. Mình mà không để ý là xảy mất tiêu rồi nè mọi người. Trời ơi cái lỗ chà bả lửa luôn. Xém nữa bị xảy rồi. Rồi, bây giờ mình bắt ra luôn cho mọi người xem nha. Mọi người coi này nó dữ không? Đây là em thứ hai luôn nha mọi người. Mọi người coi này. Với cái hàm răng như vậy mà nó cắn vô mọi người một cái thì thôi mọi người nghĩ sao? Coi cái móng vuốt chân nó nè mọi người. Nói chung là cái móng chân trước thì mình không sợ. Mình sợ cái móng chân sau thôi mọi người. Mỗi lần Thuận bắt ra là Thuận cầm hai cái chân sau mọi người. Nói chung là sợ lắm. Nói chung là nó mà cào đau lắm. Con này con đực nha mọi người, to lắm mọi người. Mình giữ hai cái chân sau nó lại rồi mọi người. Con này là con thứ hai. Con này nó đói, bây giờ nó đang ăn đó mọi người. Chung là cái dòng sóc bông mà nó đói á, mình cầm lên tay mình đưa nó ăn, cho dù là sóc rừng hay là sóc nhà gì cũng vậy mọi người. Mình để cỡ tầm 1-2 ngày nó đói á, mình cầm lên tay mình đưa tới mỏ nó là tự động nó ăn luôn mọi người, chứ nó không có sợ sệt gì giống y như mấy cái dòng khác nha mọi người. Chung là nuôi sóc bông thì nó cũng dễ đơn giản. Chung là nuôi làm thú cưng thì đúng bài luôn mọi người. Nhưng mà mình nuôi cẩn thận tí. Chứ cái dòng này á, ví dụ như nhất là cái dòng rừng á mọi người. Mọi người bắt về, mọi người thuần nó, thuần tuy thuần là thuần chứ mọi người làm mà nó giật mình hay là mọi người làm động mạnh một cái là nó say nó sảng á mọi người. Nó say sao nó cắn mà cắn gặp gì cắn đó mọi người. Thì nói chung là cũng nguy hiểm lắm mọi người. Chung thì độc thì nó không có độc nhưng mà nó cắn kiểu như mình tét tay tét chân á mọi người. Chung là nó nhức á. Chung là nhức khoảng tầm 1-2 ngày mới hết đó mọi người. Chứ không đơn giản đâu. Nè mọi người, đây là em thứ hai mọi người. Con này to lắm mọi người. Muốn biết lợp luôn. Mọi người coi này nó to như cái cổ tay mình luôn nè mọi người. Đây là em thứ hai mọi người. Nè, con này con đực. Con kia con cái. Con cái nhưng mà sóc tơ. Con kia chắc cỡ tầm 2-3 tháng tuổi mọi người. Còn con này chắc khoảng tầm cỡ độ 5 tháng tuổi mọi người. Đúng y một cặp luôn. Vừa đủ một cặp luôn mọi người. Con này nè. Con này mọi người coi nè.
mình nói chung hướng dẫn cho anh em mình cầm này, cầm là cầm ví dụ như mình cầm cái vòng tay á mọi người, cái vòng tay này nè mình cầm vô cái cổ nha mọi người, chứ mình đừng có bóp nha mọi người, mình bóp ngang cổ nó là nó chết liền á mọi người. Nói chung cái dòng này nó cũng dễ chết lắm mọi người, bóp mà ví dụ như ngợp một tí là nó chết ngay liền mọi người, chứ không đơn giản đâu mọi người, nhìn nè, thấy không, mình cầm như vậy á là nó không ảnh hưởng gì đến cái cổ nó luôn mọi người, mình chỉ trồng cái cổ nó lại thôi, chứ mình không phải là bóp cổ hay là chặn bóp như bóp rắn á mọi người, bóp như cái đầu rắn là nó chết liền á. Thì hồi nãy á Tùng thăm bên cái cây sòi bên này á mọi người nha, đưa mình quay cây sòi cho mọi người xem đó, cái cây sòi bên đó mọi người, hồi nãy mình thăm hai cái, hôm bữa mà chết hai con á mọi người, nhưng mà không dính đâu mọi người. Thì bây giờ mình qua cây sòi bên này thì nó lại dính. Thì thành quả hôm nay Tùng thăm tổng cộng là 8 cái á mọi người, 8 cái là được hai con, nói chung là cũng ok rồi mọi người, được một cặp sóc tơ luôn mọi người, chung là cặp này là cũng đẹp, nuôi mà nuôi kiển đồ là ok luôn mọi người, AV cũng đẹp nữa. Thì được hai con nha mọi người, một con thì mình bỏ xong túi lưới này, nó đang ăn nè mọi người, đó mọi người thấy chưa, rồi con thứ hai mình đang bắt này đó. Thì thành quả bên đây được hai con thì thôi cũng tạm ngưng clip tại đây mọi người ơi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Thì anh em nào thấy video hay nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em tụi mình với nha mọi người. Thì anh em nào mà thấy ví dụ như thắc mắc vấn đề nào đó thì anh em cứ để lại bình luận để mình đọc mình trả lời nha mọi người. Thì thôi Tùng cũng tranh thủ về đây, thôi tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Thì bữa nay Nghĩa vẫn đi không được mọi người, nên mình vẫn đi một mình nha mọi người. Thì đợi khi nào mà nó đỡ dịch đó mọi người thì Nghĩa chạy qua bên Nghĩa đi thăm chung với Nghĩa luôn nha mọi người. Thì bữa nay Tùng cũng đi tiếp tục đi một mình. Thì thôi bye tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ anh em tụi mình với nhau mọi người. Bye bye mọi người. Bye.